Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam. Thế là họ đã dẫn miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do trên những chiếc thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biển viết trong cuốn hồi ký chuyện kể hành trình Biển Đông, tiêu đề Bỏ nước ra đi, tác giả Diễm Kiều. Câu chuyện kể lại chiếc thuyền đưa người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, trải qua bão tố và những người trên thuyền bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp và cướp của đến 10 lần, phá thuyền lấy máy nổ. Chiếc thuyền trôi lênh đênh trên biển rồi trôi dạt vào một hòn đảo ở Thái Lan, được người dân vớt đưa vào đất liền. Mời quý thính giả lắng nghe. Bỏ nước ra đi, lòng buồn làm chết cả hồn tôi. Xa mái ấm gia đình, xa giống nòi, tiếng cười bạn bè thân thiết, những hình ảnh gần gũi nhất trong những ngày qua. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm từ thuở thơ ấu cũng như lúc trưởng thành. Người Việt Nam chúng ta vốn đã sẵn giàu tình cảm lìa xa quê hương, có mấy ai không đau buồn, nhớ thương, mong đợi và hy vọng có ngày trở về cố hương. Làm sao tôi quên được cuộc hành trình vượt biển Đông năm xưa, thấm thoát đã hơn 20 năm mà tôi cứ tưởng chừng vừa xảy ra hôm qua. Ngồi trên chiếc xích lô máy nhìn qua những xóm nhỏ và con đường quen thuộc, tôi thấy những trụ đèn như chạy theo sau. Hành trang của ba mẹ con tôi chỉ vỏn vẹn có vài có túi vải nhỏ gồm có thuốc ngừa thai, một ít thuốc cảm, một hũ đường chanh khô, hai hộp sữa bò và 700 đồng tiền mới. Đêm đó chúng tôi đến ngã tư Bãi Hiền để ngủ qua đêm với gia đình ông Sáu, rồi gặp thêm ba gia đình nữa ở Long Xuyên trong một căn thử trong một căn biệt thự sang trọng. Trời vừa rạng đông, mọi thứ tử kẻ trước người sau gặp nhau trên chuyến xe rạch giá, những ánh mắt nhìn nhau như kẻ xa lạ. Mỗi chặng đường công an xét rất gắt gao, dừng lại rạch giá. Tôi giữ khoảng cách ông Sáu đủ để nghe và thấy một cô gái mặc chiếc áo bà ba trắng quần đen vừa bước xuống xe lôi đến hỏi gia đình ông Sáu lên xe. Tôi cùng theo ngồi ghế phía sau. Mặt trời vừa rạng ở chân mây, nhìn những con chim bay mà tưởng chừng chúng bay về Sài Gòn thân yêu. Xe dừng lại, cô gái bước xuống xe trả tiền. Cô đưa chúng tôi qua những cánh đồng ruộng rạ khô vàng cháy như sắp bốc lửa dưới ánh nắng tháng tư, vào một căn nhà lá vách đất. Cô gái gọi ông bà đổ tuổi tuần bằng bá má. Người đàn bà đưa chúng tôi vào căn buồng chật hẹp, chỉ đủ ngồi chen chúc che bên ngoài bằng tấm màn vải. Tôi nghe nhục nhạc trong bụng như kiến bò mâm cơm tối được đưa vào mấy bát cơm gạo đỏ và đĩa đặc sản khô nướng. Lúc đang ăn, tôi nghe rõ từng tiếng nói của mấy người hàng xóm tới chơi. Tôi run tim đập mạnh, sợ người ta khám phá ra mình, càng lo sợ tôi càng muốn đi tiểu. Tiếng chó sủa đêm đen lẫn tiếng chó tru tạo thành một âm thanh nghe ớn lạnh cả tóc gáy. Tôi cố gắng bò ra sau hè, tè cho nhẹ cái bụng, những hạt xương rơi lành lạnh làm tôi nổi cả da gà. Gà gáy hiệp nhất, chúng tôi bắt đầu đi xuống ghe, dẫn đường là ông gánh dầu. Tôi phải băng qua ven rạch, bò qua lỗ, lội qua mương, chân tôi sụp xuống lỗ chân trâu đầy bùn nước. Kinh tâm tán đỡm làm tim tôi muốn ngừng đập.
Nếu có phép lạ nào giúp đỡ hai con tôi, chúng chạy nhanh hơn mẹ của nó để bắt kịp những người đi trước. Những quê đêm đêm thường đi cắm câu đặt bẫy. Mỗi lần nhìn thấy ánh đèn dầu thấp thoáng xa xa là tôi chui nhanh vào bụi rậm. Bất kể kiến bu dục hay rắn hổ mang cắn đưa tôi về chầu Diêm Vương, có lúc phải ráng cắn răng chịu đựng vì gặp gai nhọn đâm xuyên qua da thịt. Cũng có lần chui vào đống rơm khô thò đầu ra nhìn lên trời có muôn ngàn vì sao và thấy rõ chỉ hằng. Có một đứa bé 6 tháng cứ khóc hoài, mỗi lần khóc là có người phát hiện, chủ ghe phải lo lót vàng để được yên, tội nghiệp biết mấy. Đứa bé nhiều lần tưởng đã chết ngục vì cha mẹ nó dùng khăn để bịt chặt miệng nó, không cho nó phát ra tiếng khóc. Trọn một ngày chúng tôi phải nằm dưới mương sâu, không sao chịu nổi cái nắng quái ác. Thấy rác đau trên mặt, tôi chịu đói, chịu khát, chịu đau đớn, nhức nhối với mấy ổ kiếm vàng. Chúng tôi không dám ở trên bờ nữa, lội ven rạch chảy dài những hàng dừa nước xanh để lẩn trốn. Thỉnh thoảng, hàng dừa bị gió lay làm tôi muốn nín thở. Trời cho tối, những bóng cây hai bên bờ đổ ập xuống dòng sông nên có vẻ như tối. Bỗng một con chim ti ti đen nếu bị động sao sát bay qua đầu tôi. Xa xa, những chiếc thúng đen đang nổi lình bình trên mặt nước sông Hậu Giang như một dòng nước chết. Ngồi trên thúng chèo ra bến ghe, mỗi người lên được ghe gian nan cũng lắm mà đoạn trường cũng nhiều. Chiếc ghe một máy bị chở quá nhiều nên chạy y à y ạch bình minh không nắng ở xứ nhiệt đới. Cho tôi cảm giác buồn vu vơ chợt lén lén vào hồn của kẻ ra đi nhưng mang đầy theo sống. Bỗng nghe tiếng súng đùng 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 đều đâu đây. Gặp tàu đánh cá quốc doanh bắn bắt lại, khám xét tứ tung tịch thâu thải bàn. Rồi họ bỏ ra một cái thùng nhựa, bảo chúng tôi tự nguyện, ai còn giấu cất gì bỏ hết vào thùng thì được tha. Sau đó mưa bão đánh dồn dập hai thân ghe, có những nhát như chém vào khoảng không làm cho ghe lắc lư trồi lên trục xuống như nhảy sóng. Thuyền nhân như hạt bụi trong cuồng phong, tiếng nguyện cầu kinh Chúa cũng như Phật liên tục vang lên. Từ đó mới có hai ngày đường mà lương thực khô gần hết, nước uống thì đủ nhỏ giọt từng muỗng cà phê. Đến được hải phận quốc tế thấy tàu qua lại, chúng tôi dùng áo trắng hay đốt đuốc sáng lên làm hiệu, cũng la to SOS nhưng họ đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ bỏ chạy luôn. Trên nét mặt những thuyền nhân đầy vẻ ưu tư lẫn nét buồn vẫn vơ theo chiến ghe định mệnh, qua sóng nọ biển kia tưởng chừng như vô tận. Tổng cộng 8 lần ghé bị hải tặc tấn công, mỗi lần gặp là mỗi lần phải leo trèo qua tàu chúng để bị khám xét. Mấy ai còn lành lặn, bầm chân trầy da rứa máu là chuyện không đáng kể. Chân một cậu bị ép chặt giữa hai vành tàu gãy xương, phải xé vạt áo, bắn bó lại vết thương vẫn không được tha. Dễ mấy ai mà không sống đi chết lại với những bộ mặt ác quỷ, người cầm búa, kẻ cầm súng, tên cầm dao, to tiếng vào chiếc ghe nhỏ bé mong manh của đoàn người đói khát đi tìm tự do. Có lần gặp hai tên hải tặc xé toạc áo hai chị em gái tuổi độ khoảng 18 đôi mươi, hai tay của mỗi tên sục sạo thân thể của các cô gái một cách thô bỉ. Chúng cười nhe răng trong dạ mang ghê tởm làm sao, rồi kéo lôi xình xịch hai chị em với những dòng nước mắt lã chả. Đàn bà con gái trên ghe đều chắp tay cúi lạy, mạng sống con người chỉ có biết buông trôi theo dòng, ra đi âm thầm mà chết cũng lặng lẽ. Đã có hàng trăm ngàn người Việt Nam chấp nhận cái chết, vùi chôn vực sâu biển Đông là nghĩa địa, nơi an nghỉ cuối cùng của thuyền nhân kém may mắn. Có một lần hải tặc xách hỏng con trai tôi lên, chân cháu chọi lia lịa mà khóc không ra tiếng. Hắn định quăng cháu xuống biển, tôi chạy tới ôm chầm lấy hắn khóc róng lên la thật to, con tôi, con tôi. Hắn quăng trở lại sàn ghe cái bịch, tôi ôm chầm lấy con mà khóc như chưa bao giờ được khóc dù bị hành hạ. Nhưng nếu ở lại Việt Nam, con sẽ trách mẹ suốt đời. Nghĩ như vậy, tôi tự tìm lấy sự yên ổn trong tâm hồn. Lần cấp biển thứ 8, không còn gì nữa để chúng vơ vét, chúng bèn đục gỡ mấy tàu, mạng sống của người như chỉ mành treo chuông. Chiếc ghe chỉ trôi dạt theo chiều gió biển,
đẩy đưa bỗng tôi nghe có tiếng con gọi mẹ ơi, có ông già râu dài kéo chiếc ghe đi. Tiếp theo là tiếng rầm, tiếng ghe trầm trành xích lực ngang. Mọi người nhốn nháo nhìn thấy trước mũi ghe là một hòn đảo nhỏ. Mọi người dìu nhau lên tảng đá lớn, suốt đêm ai nấy đều ru cầm cập nhìn lại chiếc ghe từ từ chìm xuống như biết mình đã làm tròn phận sự. Bình minh vừa ló dạng, có người khám phá bên trên là đất liền. Chúng tôi may mắn gặp được đôi vợ chồng trẻ người Thái Lan đang hưởng tuần trăng mật. Họ nấu cho một nồi cháo lớn, một chai nước mắm hiệu có mực. Nhờ chút cháo, hai con tôi từ từ tỉnh lại. Cậu người Thái đưa chúng tôi đến chính quyền địa phương làm nhiều chuyến bằng chiếc cano. Chính quyền địa phương lấy những chiếc xe dùng chở heo đưa chúng tôi đến trại tị nạn Công San Mui. Chung quanh trại được rào bằng dây kẽm gai, cảnh sát rất ác động. Chúng đánh đập thuyền nhưng đến u đầu chảy máu. Mỗi khi khám xét bắt bẻ làm vệ sinh trại không sạch, chúng tôi ăn cơm gạo sâu mọt hôi mốc với khô mục. Mỗi khi tắm giặt chờ mọi người đi ngủ hết mới dám thoát y. Trại này có rất nhiều mũi, đêm ngủ mà để chân tay lộ ra vành mùng, mũi đeo đến cắn cổ tay như đeo sâu chuỗi đen. Rồi một ngày xe buýt chuyển thuyền nhân đến trại tị nạn Songkla, đến nơi như chưa được vào ngay. Chúng tôi phải ngủ qua đêm trên sập gỗ chợ Thái Lan ngay bờ biển. Nhìn biển gừng tôi nhớ biển xa, chiều tà trên bờ biển lờ trôi. Chim bay về trên núi xa vời mà cứ tưởng bay về quê hương tôi. Nghe những làn sóng vỗ vào bờ rì rào âm vang như điệu nhạc buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sau khi làm xong tất cả mọi thủ tục giấy tờ, chúng tôi được gọi lên nhập trại. Tôi tình nguyện làm cho nhà bếp của Children Center do cha John đảm trách. Trung tâm này gồm có 143 trẻ em, đa số là mồ côi cha mẹ chết trên đường vượt biển. Tôi nấu cơm bằng bếp than cho từng ấy cháu ăn. Món ăn thay đổi mỗi ngày, rồi rửa chén dẹp dọn linh tinh, làm vệ sinh sạch sẽ trong nhà bếp. Tình yêu trẻ trong hoàn cảnh đau thương này giúp tôi làm việc không biết mệt mỏi. Sau 4 tháng được chuyển đi Bangkok để khám sức khỏe, tôi không phải là người sanh ở đảo. Cuộc đời lại trôi nổi từ đảo này sang đảo khác, Songkla, Panak, Nikhon, Galang Hai. Những dãy barrack cất thứ tự bên nhau, phần trên để ngủ, phía dưới làm bếp bàn ăn, họp bàn chuyển trò xong đỡ nhớ nhà. Ngoài giờ học tiếng Anh, tôi tình nguyện làm ở bệnh xá giúp đỡ bệnh nhân. Cuối tuần thường rủ nhau 2-3 gia đình đi cắm trại ven bờ biển. Tuy không có món ngon vật lạ, tôi cũng biết chế biến những đồ hộp được lãnh thành các món ăn hợp khẩu. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Đồng hương biết yêu thương lẫn nhau, chứ sẽ từng bỏ rau muống chính tay cuốc đất trồng rau, trồng trọt tưới nước, biếu nhau những con cá tươi bé nhỏ vừa mới bắt được. Tổ chức việc nhỏ để tiện đưa những ai có tên định cư ở các nước tự do tại sân tàu để tiễn người sang phi trường Singapore. Tiễn người đi chưa bao giờ buồn thế, kẻ ở người đi lưu luyến vui buồn lẫn lộn. Mỗi kỷ niệm là một bức ảnh làm thành mục biển album lưu lại cho tất cả sinh hoạt của tôi trên khắp nẻo đường tị nạn. Mà ngày nay bản Việt cũng như Mỹ được xem qua, ai cũng đều nói giống như tourist, không giống nhân tị nạn chút nào. Vẫn nước tôi rủi mất tự do, nhưng cũng may cho nước tôi trong thế kỷ 21 này có thêm biết bao nhiêu nhân tài làm vẻ vang nhân tộc. Nhờ trời thương, ba đứa con tôi cũng đã tốt nghiệp với mảnh bằng Đại học Harvard. Tôi tin rằng hầu hết nhân tài sẽ trở về cố hương góp phần xây dựng lại một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện kể lại chiếc thuyền đưa người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, trải qua bão tố và những người trên thuyền bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp và cướp của đến 10 lần. Bọn hải tặc Thái Lan phá thuyền lấy máy nổ, chiếc thuyền trôi lênh đênh trên biển rồi trôi dạt vào một hòn đảo ở Thái Lan và được người dân vớt đưa vào đất liền. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.